kem chống lão hóa Dakami với tác dụng chính là chống lão hóa, căng bóng da, xóa mờ các vết thâm nám, đưa tới cho người phụ nữ một làn da trẻ đẹp. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Ngoài áp dụng công nghệ collagen thủy phân, trong kem chống lão hóa Dakami còn có các thành phần 100% từ thiên nhiên như tinh dầu jojoba, tinh dầu lưu hội, chiết xuất mật ong giúp cho làn da không bị kích ứng và an toàn với người sử dụng. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt chuẩn GMP, công nghệ collagen thủy phân đã được ứng dụng trong công nghệ sản xuất kem chống lão hóa Dakami, có tác dụng tăng hệ miễn dịch, tạo lớp màng bảo vệ cho da, tránh khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Với những ưu điểm vượt trội, Dakami đã nhận được rất nhiều đánh giá khen ngợi từ các nhà khoa học và chuyên gia ngành y tế. Có thể nói, Dakami là một giải pháp tối ưu xóa mờ đi các dấu hiệu lão hóa, góp phần lưu giữ nét thanh xuân cho làn da mà chị em phụ nữ đang tìm kiếm. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.